Rồi cộng năng tại B ha, ok. Rồi cộng năng tại B trừ cộng năng tại A bằng tổng công các lực nè mày. Rồi giờ cho anh mình biết là tổng công các lực tác dụng vào vật. Rồi vậy bây giờ người coi mình nè mày ơi, lúc này mình đang có các lực nào khi nó đang di chuyển trên mặt phẳng nghiêng? Ủa sao anh quên rồi anh? Không có quên rồi anh. Có lực nào vậy? Có lực nào? Ok, ma sát, ok, hai F hướng sang nhớ không? Ok, hướng ngược lại, đang lăn xuống, hướng ngược lại, này là F ma sát, rồi lên kia nữa. Cái gì nữa? L2, ai kéo nó, anh nội. Nó thả rời mà ai kéo nó. Không ai kéo cả, đúng không? Nó thả rời mà, vậy thằng nào nữa? Ok, trọng lực B, rồi và gì nữa đây? Ok, phản lực N N, đúng rồi bạn ơi, N ha. Rồi, vì ở đây cái công của ngoại lực này mình ghi luôn nha. Động năng tại B là chắc chắn mình phải bung cái này ra, đúng không? M về đây mình. Còn động năng tại A mấy? Mấy? Mấy bằng 0, ok ha. Và tổng công ngoại lực đây đầu tiên là công N, 2 là công B, và 3 là công của F mà sáng. Các bạn ơi, giúp mình nhớ nha. Ở đây công N cộng công B cộng công ma sát. Nghèo vô ghi hết đi. Thà là ghi đủ, ghi hết. Đúng rồi, còn ghi thiếu rồi. Và ở đây chắc chắn là mấy này. Cái này mà không, rồi công trọng lực. Trọng lực là lực gì? Lý thuyết nãy trong đề mới nói là lực là lực gì nữa. Trọng lực là còn có của bên gọi khác là lực gì này. Đúng không? Không là lực gì vậy? Lực thế. Và khi nào người ta gọi nó là lực thế? Cho các bạn nhìn lên bảng lần cái nào. Khi nào chúng ta gọi một lực là lực thế? Lực thế có hai tên gọi này. Một là lực thế, hai tên gọi là lực bảo toàn. Đúng rồi, được chưa? Vậy khi nào người ta gọi đó là lực thế khi nào? Rồi xong đi vô hai OCD là hết. Có ai đây kiểm tra theo hình thức kiểu như có trách nhiệm đúng sai chỗ không? À, chỉ hoàn thành rồi đúng không? Ok. Rồi vậy hỏi lực thế là lực gì, lực thế là lực gì? Đó vô đó đi thuyết chạy đó đúng không? Đâu người vô làm bài kiểm tra ha, bài tập người làm đúng giỏi lắm. Tới tự mũi huyết cái cấm cấn ngang lực thế lực gì nhớ không? Lực bảo toàn thì đúng rồi, lực bảo toàn là lực gì? Là lực thế. Ủa vậy là lực thế là lực gì? Lực thế là lực gì? Đó, lắc đầu đó. Ủa chạy trong đề có hỏi có đó không? Không hỏi hả? Giờ hỏi là lực thế là lực gì? Lực thế là lực gì? Rồi đừng có search Google, không có mà. Rồi bây giờ nghe, lực thế là lực gì? Nghe nè. Lực bảo toàn hay lực thế là lực mà công của nó sao bạn? Không phụ thuộc vào. Nghe quen chưa? Không phụ thuộc vào hình dạng đường đi, chỉ phụ thuộc vào vị trí của điểm đầu và điểm cuối. Đố bạn ok ha. Ví dụ công trọng lực đi bạn ơi, vật đi từ A đến B, nó đi cái đường gì cả bà nó, nhưng mà công của trọng lực thì chỉ phụ thuộc vào gì thôi bạn? Độ cao giữa hai vị trí A và với bạn, ok không? Nghĩa là cái độ cao của nó thôi, mình đứng nè, nó đi phù hợp cái độ cao như vậy, hát rồi không ạ? Đúng không ạ? Ok, được chưa? Được chưa, được chưa? Chị mình hỏi câu đơn giản, công trọng lực khi đi hết một vòng tròn mấy? Bằng mấy? Bằng không. Vì sao vậy? Đi hết một vòng tròn thì có phải là điểm đầu điểm cuối như nào nhau bạn? Trùng nhau không? Nghĩa là độ dịch chuyển bằng mấy bạn? Bằng không nên công bằng không. Nhớ cho mình cái này các bạn. Ok ha. Rồi nên nhớ bạn nha mọi người. Rồi người coi các bạn ơi, vậy thì ở đây mình đã có hoàn toàn các bạn ơi. Vậy thì công trọng lực mình ôn lại chút xíu luôn. Rồi mình ôn lại chút xíu cho bạn nào quên thì mọi người nhớ nốt cho lần cái. Công trọng lực của mình á, nó có hai trường hợp. Một là dấu với bạn cộng MGH, và hai là dấu với bạn trừ MGH. Với H là độ cao giữa hai vị trí. Được rồi. Vậy thì mọi người hỏi mình bạn ơi, vậy H dương khi nào vậy? Đây là công dương khi nào? Trọng lực tạo công dương khi nào các bạn? Tiếp tục đi xuống không? Tiếp tục đi xuống. Còn trọng lực sẽ có công âm khi nào các bạn? Mình đi các bạn. Đi lên. Ok ha, đi xuống là công dương, đi lên là công các bạn. Công âm. Vậy trong trường hợp này thì công của mình dương hay âm? Dương hay âm bạn? Công dương và rõ ràng đây mình ghi là cộng MG. Và khi từ A đến B này thì cái độ cao tương ứng có phải là HA các bạn? Đúng rồi. Được chưa mọi người? Nói là H gì đây? H cộng công lực ma sát là oh my god, sao cô gái này hay quá vậy, bỏ được bước kiểm tra luôn ấy, đỉnh cao.
thầy tưởng thầy vô trễ nhất cái lớp này rồi, ai tưởng thầy vô trễ hơn thầy nữa. Rồi chị ơi, công lực ma sát là công âm công dương. Công âm ok ha. Hôm nay bấm điện thoại giống tuần trước thì nha, thu liền điện thoại nha, nhớ nha. Kiểm tra chừng chưa? Chưa, nhưng mà 5 phút chưa? Chưa rồi. 10 điểm. Wow, ok thì được. Nhưng mà cũng không bấm điện thoại nha. Bây giờ công ma sát là công âm đúng không? Giấu gì bạn giấu? Giấu trừ. Ok, rồi bây giờ nghe luôn. Thứ hai, các bạn cần nhớ nè, trong phần này các bạn cần đang ôn kiểm tra cho nên mọi người chú ý của mình cái nè. Nó có hai thể loại công ma sát. Một á là lực ma sát chứ. Nếu lực ma sát đi trên đường nằm ngang và lực ma sát đi trên đường nằm như bạn. Nằm đi không? Trên mặt phẳng ngang, ép ma sát bằng gì? Đây quen rồi các bạn. Ép ma sát bằng ngang ha, nếu như không chịu nó dùng ngoại lực thì ép ma sát bằng gì vậy, nhớ không? Phẳng ngang ép ma sát bằng gì? Đúng rồi. Ok, Nguyên và G, ok ha, rồi Nguyên và G, được chưa? Rồi, tiếp luôn bây giờ thì chị, thì nếu mà không nghiêng thì Nguyên sẽ xác bằng gì? Dạ, không, tự là cái công, cộng lực mà Nguyên M nhân G. Ok, nhân cố sẵn anh pha cho người, ok ha. Chỉ là Nguyên và G có anh pha được cho mọi người, ok. Rồi, vậy mình chốt kèo này các bạn ơi. Vậy trong trường hợp này cái ép ma sát của mình chính là dấu trừ mi mờ g thẳng nghiêng đúng không ạ? Cố anh tài giờ đúng rồi. Và mọi người đừng quên đây mới là lực công mà, là lực nhân với gì? Độ dịch chuyển ngoài thường là xe bé đúng bạn ơi ha. Và độ dịch chuyển đây chính là cạnh ai gì đúng không ạ? Cạnh ai gì bạn hả? À về rồi bây giờ số mình có hết chưa mọi người? Sau đi mọi người, hôm nay mình không có máy mang máy chiếu lên không chiếu đề được. Rồi vậy bây giờ mình coi nha. Vậy đây mình đã có rồi đúng không ạ? Rồi vậy bây giờ mình coi nha. Vậy đố mọi người biết ở đây mình truyền được cái gì ở hai vế? Mình truyền được gì hết? M. Thì đối với những bài toán không cho M mình có sợ hãi không? Mình nói rất nhiều lần nha, có không hay không M thì không sợ. Bởi vì tí nữa mình cũng bị với bạn. Truyền. Vậy ở đây mình có đây là 1/2 VB bình phương bằng G. Ây da, G thì có nhưng khác A thì chưa. Đề bài cho mình gì ở cạnh này? AB bao nhiêu mét này? AB là 20 mét. Vậy làm sao biển khác hàm gì? Mình có alpha rồi. Mình dùng hàm gì đây các bạn? Sin bằng đối chia gì các bạn? Chưa hiện không? Phải không? Đúng bạn ơi, ok rồi. Sin alpha bằng đối chia huyền. Và rõ ràng ở đây các bạn nhìn nha, sin alpha đối của mình á chính là h gì vậy? HA ở đây, HA chia cạnh huyền chính là cạnh ai vậy bạn? Cạnh ai gì? AB ha. Nên do đó ở đây HA của mình các bạn ơi, mình đổi được chính là gì bạn? AB nhân gì? AB nhân cho sin alpha đúng ạ. Rồi còn ở đây là trừ mi g cos alpha nhân AB mình đã có rồi. Đó là câu A này có khó không? Các bạn nhìn thử câu A này có gì mà khó không? Câu A là có gì mà nó khó mà nó khó kinh hoàng chưa dạy không? Mình chắc chắn luôn trong đề kiểm tra một người đã làm hết tất cả câu đó rồi. Nhưng cái vấn đề này là gì? Có hai kiểu khi làm bài. Một là quên lực, hai là đúng sai, và ba là không học lý thuyết. Nhớ nha, đừng để sai lý thuyết thì mình cái làm ơn mình phước luôn á. Rồi Phúc ơi, BB là mấy phút? Bấm vào rồi, có số rồi thế không? Bấm máy tính kỹ vô nha, rút máy tính ra bấm thầy nhớ nha. Ken năm phải thấy đề chưa? Thấy đề chưa? Thấy đề đúng không? Đúng rồi, có đề. Thêm đề như thế này, hãy so sánh ra đây là căn 3/4. Nhớ nha mọi người, trong quá trình này các bạn nghe nè, trong quá trình kiểm tra vấn đề á, các bạn thắc mắc các bạn có thể nhắn cho anh Trường, anh Hào các bạn. Vậy mình tát cái bút lại, các bạn add friend anh đó vô. Bình phương lên, lấy căn số 6, các bạn bình phương lấy căn ngược lại. Đẹp chưa? 5 căn mấy? 5 căn 2, mấy căn dày, ok ha. Rồi, bây giờ tiếp tục các bạn ơi, bây giờ cô B cho BC là 10 mét. Rồi, cô B lên tự làm nha. Ai không làm được cô B
thì buồn không biết nói sao nữa. VNC cho VNC là 20 mấy giây nha, thì hệ số ma sát trên đây rồi tìm mi VNC rồi làm gì. Câu về đường nằm ngang, bài này là vừa tổng hợp vừa nghiêng vừa ngang vừa đường cong luôn, thấy không? Gì cũng có. Đừng quên nha, công có thể được chuyện đó. Rồi vô 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 vô. Cái câu này, cái câu C này mình chạy như vậy chưa? Vậy rồi, đúng không? Lần trước cái đề của Bùi Xuân á, y chang luôn. Ghi kỹ ra một chút xíu cái tên này ghi luôn ở trên đây. Ủa mọi người chú ý thi chắc thi giữa kỳ ai còn sâu thì giữa kỳ vô tay lên. Còn sâu giữa kỳ 1, 2, 3, 4, 5, 6 giữa kỳ luôn mà. Không biết được thi rồi luôn. Không phải là sao thi giữa kỳ là biết rồi. Ừ, biết chỉ là tìm ăn luôn á. Đúng không? Thứ ba thì nè. Ok. Bây giờ ông kể thế này. Bỏ xong rồi bạn chút. Nhưng mà cái này nhớ được sao? 2 tuần nữa thì thôi, cái chuyện này nó chiêu lắm. Thi chứ không thi. Quá. Bây giờ phải án tự kiểu học học cái gì, học siêu siêu cái gì. Đúng không? Nhúng nhúng vậy. Gì? Là mét nhúng nhúng vô. Dễ thương. Ghê. Bây giờ tao canh cũng nói, mà tao thì cũng ý kiến. Ok, đúng rồi, có một nào là chính xác, tốt. Rồi, rồi câu C, theo câu C nó nghĩa nào xíu nha. Rồi, câu C. Tốt ha, bạn làm tốt các bạn. Rồi, nó là đường nằm ngang nha, lực ma sát mình là mi và g. Đây à, đây là F,
mà sáng nhân cho này là d này đó, nhân cho cos góc hợp bởi f và này là 180 đúng bạn. Bài này nên một cái thì nhớ giùm mình làm ơn làm tự luận vẽ hình phức lực giùm mình một cái nha. Tuần trước các bạn kiểm tra trong lớp mà không vẽ hình phức lực cuối cùng ra trừ điểm, nhớ vẽ hình phân tích lực giùm mình một cái, trọng lực b, phản lực n và lực gì các bạn, lực ma mà sao được không ạ? Rồi câu c đáp án là bây giờ mới xe là 5 mét như vậy đúng không? Trời, không hôm nay thầy vô lớp thì thầy vô lớp bữa giờ là nó bị là nó cảm thấy vui vẻ biết sao không? Là vừa đi học mình thấy tất cả người đều vô lớp hết, còn mấy bữa thì đầu giờ thấy một đứa vô đang nói chuyện thêm đứa khác vô, để nói chuyện thêm ba đứa vô, biết ba đứa nào vô lắm. Vậy thì cho những trang đầu giờ bài luôn hả? Rồi bây giờ bài hàng gì ha? Mình nói là bận tóc ở C nha, là 5 mét trên dây nha bạn. Rồi bây giờ nghe nè, dễ đây chúng ta dùng định lý hấp năng cái đại CD đúng không? Vậy nếu chúng ta dùng định lý hấp năng cái đại CD thì mình có gì? Nghe nè. Bây giờ định lý động năng trên CD, các bạn chú ý bật ra CD mình còn một cách khác nữa. Bởi vì trên CD người ta có cái câu gì các bạn đọc kỹ nè. Bỏ qua quan sát trên CD rồi. Vì một á là lực năng, hai các bạn có thể dùng gì đây luôn các bạn, lực năng mà một người lên rất là cái nào lực năng tổng quát hơn, bảo toàn cơ năng hay định lý động năng. Lực động năng cái gì? Lực động năng là trường hợp nào hút được hết đúng không ạ? Rồi thì trong quá trình chịu lực này đố bạn biết chịu lực gì? Thứ nhất đó là trọng lực b, thứ hai là n và đó là công của n ấy bằng mấy bằng không được mà được gì ra được gì rồi vậy thì lực năng mình có gì, động năng lúc gì, lúc sau ở đây không đúng không, trừ lúc đầu là đâu ở C, và lúc này mình có hai lực đó là công của trọng lực B và công của N, và trong bài này rõ ràng công của N bao nhiêu rồi bạn, bằng không đúng không ạ? Và bây giờ động năng tại đây thì mọi người ơi, nó phải là 1/2 m mở mặt VD bình trừ V như vậy. VD bình không? Ôi trời biết khó chứ bây giờ. Công trọng lực thì âm bao nhiêu quý vị? Âm bao nhiêu? Âm bao nhiêu? Âm bây giờ dài đi không? L trừ MG HD. Rồi cái khó nhất của bài này nó nằm ở chỗ HD. Làm sao tính HD? Tớ chỉ chưa? Đó chỉ rồi nhưng cái cậu nhớ thôi. Xin lỗi cậu đó không nhớ. Không bằng đều. À chơi đều. Rồi đây là tâm mô bán tích R, chỉ làm sao để tìm H này. Từ đây các bạn kể gì xuống, kể vuông góc. Ở đây mình có chữ H rồi. Vậy có phải HT của mình chứ các bạn gì vậy? OC trừ bộ H. Đúng không bạn? OC trừ O gì? Ồ ha, mà OC cái là bán kính R đúng không? Còn mọi người ơi, OH là cái gì đây? Cái này là alpha phẩy nha. Vậy OH chính là cạnh gì? Cạnh kề của góc alpha phẩy không? Phải không ạ? Đúng không? Mà OH là cạnh kề hàm gì? Kề hàm cos. Vậy OH chính là trừ gì vậy? R nhân cho cos alpha gì? Là phải không? Rồi mình rút R ra ngoài, R mở mặt 1 trừ cos alpha phẩy. Vậy bài này ta ghi luôn bằng trừ M G. Và ở đây chính là R mở mặt 1 trừ cos alpha phẩy. Đúng rồi. Đúng không? Hát này, hát là R có alpha phẩy, nhớ dấu trừ đây nha. Công trọng lực từ lực thế là lực phở toàn. Tiếp mình nói thêm này là người quan trọng luôn. Cá một tiếng nữa mình sửa trách nhiệm lý thuyết nha. Mình sẽ hỏi đâu là người sẽ quên tới đó. Bây giờ hỏi câu đơn giản. Năng lượng mặt trời sinh ra là dạng gì? Nguyên không? Là gì? Hôm qua Nguyễn Văn á, ngồi là cả lộn. Là gì?
Việt Nam là Việt Nam chúc mừng quý vị luôn á, ta là hạt nhân mọi người. À, mặt trời bên trong đó là những cái chất hạt nhân, phải có hạt nhân nổ đùng 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 chậm mọi người, đúng rồi. Là hạt nhân đó chứ thôi, lý thuyết cơ bản. Rồi xong chưa? Thắc mắc chứ hỏi nha. À, về nhà mọi người chú ý ha. Trong sách mình nó có rất là nhiều cái dạng bài liên quan đến là cơ năng, cơ hệ, các loại cơ hệ khác. À, phát đề số 2. Làm liền bây giờ. Hay nhà. Ờ về nhà làm đương nhiên không thể làm liền rồi đúng không? Phát đề số 2 để ra về nhà làm một câu sửa nha. Ông con làm bao nhiêu? Ôi. Không phải. Sao mình làm không phải. Trời ơi, thầy kêu là làm 3 tuần liên tiếp thầy cho thầy quên á, đó là mốt báo thầy cho luôn. Ý là phần này là một phần, tức một phần thôi. Thầy quên làm bà, hết đó quên. Thầy quên cho thầy. Quên làm bài luôn. Rồi ok, là nghĩ là xíu quay lại mọi người. Mình có mấy điều kiện. Giỏi. Còn sau khi mình chữ rồi. Mình có mấy điều kiện. Hai cái bộ điều kiện về với bạn. Mô men nó làm thế như mô men quay hay chiều kim bằng mô men quay hay với bạn. Người tìm kiếm không? Và thứ hai á, nó là điều kiện gì? Tổng lực. Tổng lực bằng mấy bạn? Không. Bằng không, ok ha. Rồi, hai điều kiện nha mọi người. Trong đó bạn nhớ mình cái moment được tính bằng nước gì? M bằng gì vậy? M bằng gì vậy? F nhân cho D. Trong đó D là gì? Độ di chuyển là giỏi vậy. Ủa, không, tôi nhầm. Là gì? Cánh tay đòn. Cánh tay đòn, ok ha. Và cánh tay đòn chính là gì bạn? Khoảng cách từ gì bạn? Trục quay cho đến giá của của lực. Đúng rồi, ok rồi. Khoảng cách từ trục cho đến giá cho mọi người rồi, mọi người ha. Vậy bài này mọi người có hai trường hợp. Mình đã nói hai trường hợp luôn rồi. Trường hợp đầu tiên mình bỏ qua trọng lượng thanh. Trường hợp thứ hai là mình tính trọng lượng thanh cho mọi người. Tôi dạy nhất bỏ qua trọng thanh cho mọi người. Và nhớ rằng đối với hai điều kiện này chúng ta nên sử dụng điều trước. Moment trước, rồi tới gì? Lực. Câu hỏi đặt ra như sau: khi nào moment bằng không? Điều kiện để moment bằng không là gì? Nó không có làm quay. Nó không làm quay thì ai chả biết. Nhưng mà vấn đề là cụ thể là khi nào mới bằng không? Nó làm sao? Khi nào? Khi nào? Cách trục cái gì? Cách trục. Cái giá của nó đi qua cái trục. Ok, chính xác mọi người. Nó sẽ không có moment khi nào? Khi cái phương của lực đó, phương đó, cái giá đó, cái phương này mà cắt trục quay thì moment bằng mấy? Bằng không. Nhớ chưa các bạn? Vậy thực tế ra mọi người nhìn thật các bạn. Ở đây cái thanh màu đỏ này nó đang chịu bao nhiêu lực đây các bạn? Nó chịu bao nhiêu lực các bạn? Bao nhiêu lực? Đầu tiên á, nó được móc vào sợi dây BC đúng không? Vậy cái giá lực gì đây? Lực lực gì các bạn? Lực cắn, người ta. Thứ hai, nó bị thằng kéo xuống nên mình có B với bạn. B không? Được, mình bỏ qua số trọng lượng này trước nha. Và thứ ba chính là cái gì bạn? Phản lực. Nhưng vấn đề là trục quay chúng ta nằm ở đâu? Ở đâu bạn? Ở đâu? Và cái phản lực này nằm cắt A chưa? Vậy ở đây phản lực này nó có tác dụng làm quay không? Không. Ok rồi ơi. Nên nếu như mà này các bạn, nếu các bạn sử dụng quy tắc moment á thì mình sẽ dùng cho T cái gì các bạn? T và BB thôi. Ok ha, và trục quay mọi người đâu? Quả. Quả ha. Được rồi. Rồi ok ha. Vậy mọi người làm trước đầu tiên mọi người. Quy tắc theo quy tắc moment mọi người. Rồi, quy tắc moment. À, quy tắc moment các bạn. Thì mình sẽ có là moment quay theo chiều dương bằng moment quay chỉ bạn chiều âm. Và chú ý ghi rõ mình trục quay mình cái nha. Thế được phút rồi. Ủa xung quanh quá ta là tiếng ai cũng không ứng lại lạnh. Ổn vậy. Trời ơi. Nay không ứng lại, không ứng lại đâu. Nay gì không ta à. Hôm nay chồng tính nghe. Sao? Chuẩn bị lên bài. Lên đăng. Lẹ lên. Bây giờ hai lực là lực nào quay chiều cùng chiều kim vậy? Lực B nè, đúng không? Rồi, quay cùng chiều kim. Moment của lực so với trục quay qua qua bằng moment của lực căng dây so với trục quay qua qua luôn. Trục quay là A hết nha bạn. Rồi, bây giờ nghe nè, anh được mang binh đúng. Công thức moment của B là A là gì?
B nhân cho cánh tay đỏ của BB là cái gì? Giỏi vậy. Rồi, đâu? Đó là cánh tay đỏ là khoảng cách từ trục quay đến giá của lực. Giá nào? Giá lực giá nào? Từ đây đúng không? Giá của phương đúng không ạ? Vậy từ phương mình kẻ đường kéo dài xuống được không ạ? Từ đây mình kẻ vuông này, vuông góc xuống. Đây có phải là cánh tay đỏ của thằng trọng lực B không? Và đâu biết cái này bằng thành gì? BC. BC, giá em nghĩ B nhưng gì đúng không ạ? Nhưng BC luôn. Thấy các bạn ơi, cánh tay đòn đó là nha, cánh tay đòn là gì? Giá của lực là phương của lực. Và phương của lực đang có phương thẳng đứng nè. Về khoảng cách từ trục quay đến giá của lực á, nghĩa là từ đây các bạn nhảy vô góc xuống, người ra được cái mặt đất không ạ? Được ạ, và cái thằng này nha, đúng bằng thành gì đúng không ạ? BC luôn chưa? Được ạ. Rồi bằng lực căng dây T hút cái đòn của ta là gì? Cái đòn của ta là gì? Cái đòn của ta là lá cái gì cơ? Nó lại là gì chưa nghe? Cánh tay đòn của lực căng dây tên là gì? Là cái gì ạ? Là gì? Là điểm C ở cánh tay đòn và cánh tay đòn của đoạn trục quay là A, thấy không? Đúng không? Đây là giá của lực T, nhớ em nghe không? Chị để tìm cái đòn đó các bạn nhìn nè ơi. Để tìm cái đòn đó các bạn kẻ từ trục quay. Các bạn làm gì vậy? Kẻ vuông góc với giá. Vậy nó chính là cạnh gì? Cái gì? Gì? Ok, AC ha. Rồi, cái là cạnh AC ha. Được chưa? Ok ha, được rồi, được rồi. Rồi ok, bây giờ trọng lượng thằng B mình có rồi các bạn. Trọng lượng thằng B mình có rồi ha, 10 là 15, vậy bạn thích mình các bạn. 15 ha. Nhân cạnh BC là 0.6 bạn ơi. Bằng trọng lượng bằng T nhân cạnh AC là 1. Vậy T của mình trong trường hợp các bạn. Phải. 9 nhân T đúng không? Ok. Rồi. Rồi tiếp theo ha, bây giờ tìm lực thẳng lực. Rồi con coi lại cho một phút xem lại ha. Con này dễ nha. Những con như vậy á, khi làm bài trắc nghiệm em cũng phải làm cực kỳ nhanh cho mình cái. Những con này mình làm dưới 30 giây. Mi xuê. Bây giờ mình có mấy lực? Cái thanh này chịu mấy lực? Mấy lực? Cái thanh này mình dễ hai lực này, nghĩa là nó chỉ chịu hai lực đúng không mày? Không, nó còn cái lực gì nữa. Nó tựa vô A nó thắng lực đúng không mày? Ở đây mình sẽ có là N cộng với là gì? T cộng với là B bằng mấy? Bằng 0. Rồi bây giờ nhìn nè quý vị ơi. Tổng lực bằng 0 nhưng nó phải kèm theo một điều kiện gì đó biết. Ủa gì hướng của nồi hướng sao? Hướng là biết chưa? Chưa. Sao biết? Hướng sao? Đi dọc theo AB hả? Vì sao giáp kết luận như vậy? Tại vì nó có hai cái lực kia, nó phải đồng quy. Ba lực. Đối với bạn hợp ba lực nha mọi người nhá. Điều kiện hợp ba lực là ba lực này phải đồng với bạn, đồng quy. Mà hai lực này đã cùng nhau cắt nhau ở đâu rồi? Tại B rồi. Nên cái phản lực N của bạn chắc chắn nó phải hướng về phía nào vậy? Hướng về phía nào? Hướng về phía hả? Đây là điều phải nhớ cho mình. Hoặc một cái mẹo chung á, một cái mẹo đối với bài thanh tựa. Một cái mẹo đối với bài thanh tựa nha. Nếu ở đây có ba lực đúng rồi, thì phản lực luôn nằm cùng hướng với thanh. Được chưa bạn ơi? Nó sẽ khác với OB nha. Tí nữa mình sẽ cho một OB sau. Được không bạn? Ok ha. Rồi nữa lại rồi, hướng của phản lực nó luôn nằm cùng hướng AB các bạn. Bởi vì điều kiện gì? Ba lực này phải đồng quy. Mà đồng quy á là phải đúng sau môi. Mà là gì bạn ơi? Là phải cắt như vậy, cắt nhau. Ok ha. Rồi ok mọi người. Vậy bây giờ mình làm tiền phấn đảo bạn. Chỉ nếu như dùng được cân bằng rồi á, mình phải làm phép gì đây? Bắt buộc phải là phép gì? Phép chiếu. Đâu à? Và bạn này mọi người làm chiếu phấn đảo bạn. Con cách giải phép chiếu rất là hay như sau. Mình nói là mọi người rồi á,
n này phân tích thành mấy thành phần. Hai, mình có trục OX và OY. OY. Và nếu như bạn thấy trục OX thì thành phần từ đây các bạn kéo kẻ vuông xuống, đây là n theo phương phương x rồi. Từ đấy bạn kẻ ngang n theo phương gì các bạn? N theo phương gì? Phương y. Vậy n tổng hợp hồi dùng Pythagore bằng gì? Căn của nx bình cộng n với bạn nx bình không? Đúng rồi, vậy mình cứ chiếu vậy, chiếu mình gọi thằng này là x, mình chiếu mình gọi thằng này là n gì, n gì xong. Rồi bây giờ chiếu x, rồi bây giờ chiếu x thì mình cái nha, rồi bây giờ chiếu x thì mình cái nè, rồi chiếu ox lúc này mình có gì vậy, có gì vậy, có gì vậy, mình đang có gì mình có gì chiếu x mình đang có gì. Ok, có nx là cộng nx đúng không? Sao nữa? Cộng nx nè, giờ t có t không? Có t không? Nhưng mà t hướng gì? Hướng ngược lại trừ gì? Trừ t, có b không? Ờ, b thẳng đứng xuống rồi. Nghĩa là hình chiếu của phương thẳng đứng lên phương ngang là không có. Đố bạn thì bằng mấy? Bằng 0. Vậy suy ra được là nx của mình bằng như bạn bằng bằng t chưa? Và t tính là mấy đây? Là 9 nhân rồi. Rồi tương tự chiếu OY. Rồi chiếu thử với thầy Minh. Chiếu thầy cả. Xin lỗi thầy Minh, xin lỗi thầy Minh. Ồ, dường như à. Giá gì, mấy học thì à. Ê, có thi gì trời ơi, có thi gì ai. Thôi mà có thi nha, không phải tưởng. Không có phương vị ba cô làm nhà chú Vi vậy. Cô xã hội. Ok, ok, ok. Nhưng mà trước những bạn thấy ok đâu. Ok đấy. Ôi dữ, không thấy em trường thì thấy rồi. Cái quà đó. Cái quà đó. Lại xong rồi. Quấn xong hoài luôn á, đừng quấn xong nữa. Ôi, để lên. Thầy quấn chừng cho nè. Ôi, chiếu ơi nha. Trừ BB. Ok, tiếp. Cộng NY bằng mấy? Bằng 0. Vậy suy ra NY đúng bằng B luôn các bạn. Bằng BB luôn, làm như tên này. Mấy là mười mấy? 15. Vậy mọi người biết đã coi được không ạ? Vậy là tổng hợp là căn của chính mình cộng với mình được không ạ? Ok ha. Rồi xong, dễ quá. Có dễ quá chừng luôn. Nhưng bây giờ đến cô B rồi. Ủa, chưa gì 8 giờ hả? Hết giờ vậy. Cũng có 8 giờ tiếp. Còn khoảng 9 rưỡi. Hả? Ờ, à, có bán chưa? Rồi bây giờ cô B ha mà. Xong này rồi không? Xong này qua cô B. Xong chưa? Cô B thấy gì qua gì? Trọng lượng. Ok, đó là trọng thanh. Và rõ ràng là khi có trọng lượng thanh là bài nó khác liền. Nó nằm cái nằm khác liền. Cái nằm đi giữ tiền. Quay đúng không? Nên là quy tắc moment của mình á, nên là cái quy tắc moment của chúng ta á, nó sẽ như thế nào ta? Giống nhau quá nè. Giống nhau quá nè. Rồi bây giờ coi các bạn ơi. À, quy tắc moment rồi, đọc đi Nhi ơi, quy tắc moment. Thank you.
không biết đang thành phố khác. Ok, rồi M theo chiều dương nha. Mà M chiều kim, mà M chiều kim. Bây giờ theo chiều kim em coi nha. Ở đây thấy được. Ở đây nó đã thêm cái cộng lượng thanh rồi. Nghĩa là bao nhiêu lực ở đây? 3 lực lận, không phải là bằng N nữa. Mà N có đi moment không? Không. Không, bây giờ thằng nào là qua chiều kim? Thằng nào qua chiều kim? BB là gì? BB thì thằng em luôn nha. Vậy BB cánh thằng nào? UBB bằng lại gì? Ok, cái đó là BB các bạn nên kẹt hạ đường cao xuống nè, mọi người thấy không ạ? Thì chính là cạnh B, BC. Rồi, nhưng mà cánh tay đòn của thằng BAB thì bằng gì? Cánh đòn của AB nha, là từ trục quay A này kẻ đường cao xuống BAB. Đúng không? Từ trục quay A kẻ đường cao xuống phương của BAB. Là gọi điểm là điểm G, trọng tâm đúng không? Đúng rồi, trọng tâm G ha. Trọng lượng của thanh thì nằm ở chính giữa thanh đó. Ờ, định lý đường trung bình trong tâm nhé. Cái gì nữa không đúng hả? Đúng không? Nó chính là gì? Cái D này có phải đúng bằng một nửa BC không? B đây trung điểm đúng không ạ? Nên cánh tay đòn của BAB nhìn. Cái cánh tay đò là khoảng cách từ trục quay đến phương của cái lực này á. Đây, khúc này nó bằng nửa cạnh BC không? BC có cạnh dài đúng không ạ? Đây là trục điểm mà. Nên ở đây chính là BC chia mấy này cho mời? BC chia mấy chia? Chia 2. Đúng không ạ? Ok ha. Đó là BC. Ok chứ gì. Rồi, và bây giờ bằng T sao? Còn T sao? Còn T nhân AC. Ok, T nhân AC giống cái kia ha. Rồi, bấm đến đây thầy cái đi ha. Rồi, giải cho thầy cái tay là gì? Cho bạn tính đi. Em định đọc lên mình ra điều ứng mặt T cộng N cộng N cộng B cộng B A B cộng B B bằng không. Trường hợp mấy lực vậy? Dạ đúng. Trường hợp này bao nhiêu lực rồi các bạn? Mấy lực ở đây rồi? Mấy? 4 lực rồi đúng không? Và khi có 4 lực một cần chú ý chỉ là có 4 lực. Vậy vấn đề là mình chưa biết hướng của ai. Các bạn có hướng của N chưa các bạn? Hướng N trên N chưa? Nhưng N lúc này nó còn nằm dọc theo thanh AB đúng không? Còn không? Còn dọc không các bạn? Không, vì sao? Nghe đây. Quy tắc hợp lực của ba lực đúng không các bạn? Thì ba lực phải đồng quy. Nhưng vấn đề là mấy lực là 4. Giờ muốn thành ba lực thì làm gì? Mình tổng hợp hai thằng nằm dưới trước. Và ở đây mình nên tổng hợp hai thằng trước AB với là thằng gì? B. Vì sao? Vì hai lực này là song song cùng chiều. Mình nói giọng thứ nhất nha. Hai lực song song cùng chiều thì lực tổng hợp nằm ở đâu? Chính giữa. Tỷ lệ gì với cánh tay đòn? Tỷ lệ nghịch với cánh tay đòn. Ok các bạn nhớ rồi. B1 chia B2 sẽ bằng là D2 chia D mấy? D1. Và lực hợp lực có hai nẻo giữa. Đúng bạn ơi, hợp lực hai nẻo giữa nha. Và hợp lực này nó sẽ cắt cái lực căng dây tê như này không? Vì thẳng lực N phải sao? Đi qua cái gì vậy? Đi lực căng. Bởi vì T, N và cái hợp lực này phải đồng quy. Đúng bạn, điều kiện ba lực đồng quy mà. Hai lực này mình gom lại một lực ở giữa rồi đúng chưa? Vì rõ ràng rằng là lúc này khi mình còn T ở đây cho lực này cắt thành đồng điểm thì N này phải đồng quy tới điểm đó. Vậy lúc này còn nằm trên thanh AB không? Không. Lúc này nó bị bạn bị lật chết lên một phía bạn một góc nhỏ. Ok rồi ơi. Và cái này chỉ là phản lực trong trường hợp. Thấy hai trường hợp khác nhau chưa? Một trường hợp á là nằm phù ba lực. Một trường hợp mấy lực? 4 lực. Thì thằng quỹ phản lực này sẽ có hướng khác. Đúng không bạn? Ví dụ là cái mẹo của mình làm như vậy nha. Rồi nhưng mà cách làm thì bây giờ
mình đừng tổng hợp kiểu này làm lâu đó. Rồi mình thử làm phép gì? Phép phép chiếu. Rồi, ok rồi, rồi phép chiếu nha. Bây giờ chiếu ít trước. Ủa, có gì? Dạ có gì. Ủa, có gì đây? Ủa, có gì? 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 Ủa, mình có. À, trừ T, sao nữa? Từ N nè, N chiếu ít đó là N gì? N nhân nhá. Rồi đi cốt à, hoặc là x luôn em cũng được ha. Rồi là x bằng x bằng 0 không? Đúng ạ. Vì suy ra nx của mình đúng bằng gì các bạn? Nx thì luôn bằng gì rồi? Bằng t, nó bằng cái gì đây? 12 nhân tên. Rồi đi ngôi nè. Tiếp tục ngôi luôn. Ok, trừ BAB. Bây giờ ngôi hướng lên nè. Trừ gì nữa? Trừ BAB cộng. Ok, cộng nx không rồi? OXY. Được chưa? Cộng nx bằng mấy? Bằng 0. Vậy suy ra cái ni này là bằng tổng của BB và BA. B là về. Rồi mình cộng lại ha, 15 với 10 là mấy? 20 là 10. Vậy mình có NX là 12. NI là mấy? NI là 20 mấy? 25. Đúng rồi. Vậy mình Pythagore thì các bạn, N tổng hợp là bằng căn của NX mình cộng N mình. Rồi mình đề phòng câu không khó nhất của phần quen rồi nhé, nên ra thi không thể khó hơn các bạn được rồi. Chú ý mọi người về nhà sẽ là bài quen, bài quen có rất nhiều câu trong đó này. Về nhà sẽ gửi lại clip của quen cho người coi lại lần nữa. Hướng của nồi đó chính nào đúng không? Ok. Rồi đi làm sao tìm hướng của nồi đó? Đợi xíu đi, xong hay chưa? Rồi xong chưa? Xong đi rồi tìm hướng. Tìm hướng bằng cách nào? N hợp với phương ngang này nữa đúng không? Mình đặt góc này là góc. Rồi bây giờ ha, nếu cô là khó á thì mình tìm như thế nào? Mình có tìm sao không vậy nè? Dễ mà. Có thể em tìm góc hợp với N và phương ngang không? Dùng hàm gì vậy? Hàm như vậy. Cos hoặc là hàm gì? Sin hoặc hàm gì luôn. Thiệt ra hàm nào cũng được. Ngồi nhìn đi. Nếu như nói về mặt hướng thì có phải N này đang chết lên trên không? Và chết lên trên hợp với phương nằm ngang. Một góc là góc alpha. Mình nghĩ hết vậy. Và góc alpha bằng gì? Các bạn dùng hàm tan alpha. Tan gì? Mình đọc đi. Tan bằng đối. Đối nghĩa là này. Đây. K. Này. Đấy. Mới tính ra. Vậy giải cái góc đi. Còn đây. Vừa làm một chút đi. Cô nói gì vậy? Cô Trúc nói là tầm quy gì đó. Hả? Cô Trúc nói là cái gì mà ta ý là cô Trúc nói là tại sao cái nọ đó lại hướng lên trên. Ủa nếu nó hướng sao luôn á? Thì ý là con biết rồi nhưng mà con không biết ghi. Tại vì cô Trúc nói là phải ghi ra. Tổng hợp hai này là B chung. Điều kiện T, N và hợp lực này là quy đó. Nên N hướng chất lên trên. Tại vì cô Trúc nói là tại sao em biết ba được đó là quy. Thì nó, ý là con không biết gì. Bà tán 4 lực đúng không? Và sao ba là quy đúng không? Thì giờ gọi là hình cái hình này gọi chung là nơi tổng hợp hay là B, A, B, B. Thì hợp lực của ba lực này A, B, B đúng không? Sau mình nói là điều kiện hợp lực của ba lực đồng quy thì ba lực này đồng với nhau. Nên nó đồng với nhau và khi đồng quy vậy nghĩa là cái N này chất lên trên khỏi thành. Rồi xong. Rồi ok ha. Rồi bây giờ bầu người mở mình ra xong cái này rồi các bạn ơi, thì các bạn mở sách đây cho mình cái mình sẽ bắt đầu mình sửa trắc nghiệm. Còn này vui rồi nha. Ví dụ không nhớ gì hết trơn. Rồi bầu người mở mình ra trang số 19. Năng lượng và công. Sẵn sàng chưa? Trang 19. Chưa bị trong xe bây giờ hả? Hả? Ủa thì hỏi chứ thì sao vậy? À, thì hỏi thì
biết tông xe đúng không? Ờ, hai V tông về nhau thì sẽ có các trường hợp tông như sau. Thứ nhất, hai xe đạp tông nhau bình thường, đúng không? Thứ hai, xe đạp và container tông nhau thì ai là người không bình thường? Thành xe đạp, đúng không? Ok ha. Vì dẫn đến bài ngày hôm nay mình sẽ khảo sát nguyên một cái chương này, mình khảo sát tới một cái hiện tượng là tông tông nhau ha, hay mình gọi là sang hơn gọi là va chạm. Đúng rồi, ok rồi, đúng không ạ? Đúng không ạ? Đúng không? Thì tiếng bình thường là tông nhau, còn bây giờ nó nhẹ nhàng là va chạm. Rồi va chạm là gì? Va vào và chạm với nhau. Đúng rồi, rồi nghe hai gì? Hai người va chạm mà thực chất là va chạm dễ lắm, như có tường đi. Giờ muốn biết va chạm gì cũng dễ cực kỳ. Có tường. Vậy mức độ va chạm phụ thuộc vào gì? Thứ nhất, mình chạy từ từ đúng không? Mình từ từ mình tông vào tường. Không thể ra hết. Nhưng nếu lấy đà từ đó các bạn chạy một mạch tông ở đây thì sao? Đào, cái hai gì đó đang va chạm này phụ thuộc vào gì bạn? Tốc độ về. Đúng không? Thứ hai, nãy mới phát hiện luôn. Xe đạp và container khác nhau gì? Khối lượng, đó mới là gì bạn? M. Ok ha, người gì va chạm người nó phụ thuộc hai thứ là khối lượng hay là gì bạn? Còn tốc độ không? Và cái sự va chạm này á, hay người ta nói cách khác, sự va chạm hoặc là sự truyền tương tác. Đúng rồi, sự truyền tác mọi người. Mọi người rõ ràng biết truyền tương tác là cái gì mọi người. Học ở chương này, mọi người sẽ biết rõ một yếu tố va chạm. Mà va chạm này rất nam thì rất là biết, rất là có bộ tán của nam rất là thích thú luôn. Nhưng mà bài tán là trên bàn bia. Bia. Có cục bia. Sợ cười là biết cục bia. Sao mà không nữa? Có thằng không? Cười vậy? Mọi người biết cục bia. Ờ, biết có thủy dao. Ờ, biết thủy dao đó, là cái trò chơi giới trẻ bây giờ. Không biết để thầy hỏi, xin thầy đi đâu, sau nay mình nghỉ học. Em chơi bia. Quỳ hoài rồi. Nên mọi người rõ ràng là mọi người thủy dao đó, mọi người rõ ràng là nó phụ thuộc rất là khối lượng. Thứ hai là gì bạn? À, vận tốc. Đúng rồi, được chưa mọi người? Nên do đó mọi người rõ ràng là những cái quả bia khi nó va chạm nhau, nghĩa là đang là chuyện tương tác nhau. Nên như đó bạn ơi, có một đại lượng để nó đặc trưng cho sự va chạm này hay là cái sự truyền tương tác này á, thì người ta gọi đại lượng đó với một cái tên gọi là động lượng. Đúng rồi, ok ha. Chữ B thì viết bên thường nha mọi người. Người ta gọi đây là động, các bạn. Động, động lượng. Ok nha mọi người, động lượng nha mọi người. Và động lượng là lượng đặc trưng cho sự truyền tương tác hoặc nó khác là sự va các bạn. Va chạm với vật. Nếu như vận tốc càng nhanh á thì động lượng càng các bạn càng lớn không? Va chạm sẽ là càng mạnh mẽ hơn. Còn khối lượng càng tăng cũng y chang như vậy. Được rồi, ok ha. Nhưng vấn nó chọi đầu không có gì hết. Đúng rồi, nhưng mà lấy đá chọi đầu nó khác gì? Nó khác ở chỗ nào bạn? Nó khác ở chỗ khối gì bạn? Khối lượng. Được rồi, ok ha. Nó hơi phát tụng đi. Rồi tiếp bây giờ ha. Ngoài ra mình còn yếu tố nữa là gì? Động lượng là một đại lượng như thế nào? Sự va chạm có hướng không? Không có hướng nè. Ví dụ đây là bánh pizza. Trời ơi. Có chơi không? Có chơi bây giờ? Thì không? Thì tính xạo? Thì không? Thì không? Thấy chơi nhìn mình biết cười biết rồi. Thôi đừng ấy bây giờ. Thì ra mọi mặc dù mình không có chơi bây giờ, nhưng mà thế là mình không phải là mình đang gì đó nha. Ờ, nhưng mà vấn đề là gì các bạn ơi? Mọi người cũng là tưởng tượng mà. Ờ, thì nó bắn bi á, nó có ba vị trí để bắn luôn. Nhiều lắm, nhưng mà ý là nó khai ba vị trí chính của mình. Đúng không? Đầu tiên á là trực diện. Đúng không? Đúng không? Nếu như trực diện thì rõ ràng là gì mọi người? Nó sẽ có đi thẳng không? Yeah. Thứ hai đó là mình về phía nào? Tính qua trái. Tính qua trái là FB. Mình trái, đúng là phía trái rồi, ok, đúng không? Ok ha. Đúng không? Thì này sẽ cố gắng là về phía nào bạn? Phía phải. Còn nếu như mình đập về phía này thì nó sẽ bị bạn lằn phía kia. Vậy nghĩa là ở đây ha, cái sự va chạm á nó còn phụ thuộc một thứ nữa. Đó là cái gì bạn? Cái hướng chuyển động không? Nên như đó mọi người nhìn lại bạn. Ở đây á, nó khác động năng là gì? Động năng là năng lượng. Mà năng lượng có hướng không? Không. Nhưng ở đây là sự va chạm, mọi người, là sự truyền tương tác. Nghĩa là sự truyền tương tác lúc này có hướng hay không? Có hướng. Và vận tốc là một đại lượng vector. Nên động lượng cũng là một đại lượng như lúc bạn. Vector luôn. Và vector này sẽ thể hiện ở mặt các bạn. Hướng chuyển động. Ok ha. Rồi mọi người coi sách bạn ơi, gạch chân mình các bạn ơi. Động lượng đặc trưng cho khả năng truyền chuyển động. Người highlight dòng chữ khả năng truyền chuyển động. Highlight dòng chữ nha. Khả năng truyền chuyển động.
Thấy không? Ok ha. Rồi, công thức động lượng là P bằng M nhân V. P bằng M nhân V. Khi vector dựng này. Khi học hành nha, chứ đừng tụ tập làm cơ thủ. Chơi trên điện thoại luôn rồi. Nghiện. Rồi, bây giờ bây giờ mời em về. Đâu ba, rồi nghe rồi. Dĩa đây mọi người thì động lượng ba chạm nha, phụ thuộc cái hướng chuyển động, được không ạ? Vậy nó đơn vị xíu ha. M đơn vị là gì? Kilogram. V đơn vị là gì bạn? Mét trên dày 10 nốt vô bạn. Vậy đơn vị động lượng chính là kilogram mét trên như bạn dày. Đơn vị của động lượng các bạn. Nói tức là kilogram mét trên. Rồi bây giờ về tính chất động lượng. Rồi nhất chất động lượng là lượng gì? Ý đầu tiên là tính chất đặc điểm mà. Đặc điểm đầu tiên, động lượng là một loại lượng vô hướng hay có hướng? Có hướng hay mình gọi đây là một loại lượng vector. Rồi, động lượng là một đại lượng vector. Ý đầu tiên là động lượng là một đại lượng vector. Ok chưa? Vector nghĩa là nó có như vậy, nó có hướng nha mày. Ok ha. Rồi, động lượng là một lượng có hướng các bạn. Bây giờ nghe ha. Cho nghe nè. Khối lượng là một lượng như nào? Có âm được không? Khối lượng luôn lớn bằng không, rồi vật chất âm thì chỉ ở phía dưới kia thôi nha mọi người. Rồi, khối lượng luôn lớn hơn hoặc bằng không, nên do đó hướng của vận tốc và hướng của động lượng như thế nào với nhau các bạn? Cùng với bạn cùng cùng hướng với nhau. P và P hướng. Động lượng là vector, ý đầu tiên luôn mọi người, nằm ở dưới đầu tiên luôn á. Nằm ở chấm đầu tiên luôn nha. Cái này nằm ở chấm đầu tiên luôn nha. Động lượng là lượng vector ha, nên V và V cùng hướng. Xin lỗi nha, chấm đầu tiên sợ mọi người. Sorry. Thứ hai, vận tốc là một đại lượng gì nhớ. Vận tốc có tính gì bạn? Tính tương đối, nên do đó động lượng cũng có tính tương đối. Ý thứ hai, động lượng có tính tương đối và phụ thuộc vào hệ quy chiếu. Động lượng có tính tương đối và phụ thuộc vào hệ quy chiếu. Động lượng có tính tương đối và phụ thuộc vào hệ quy chiếu. Rồi ý thứ ba. Ý thứ hai, động lượng có tương đối và động lượng phụ thuộc vào hệ quy chiếu. Rồi vậy ý thứ ba là gì? Người nghe hai ơi. Ý thứ ba là gì? Mọi người nghe nè. Ở đây không chỉ có một vật mà động lượng trong quá trình chuyển động có thể nhiều vật va chạm vào nhau. Nghĩa là nó sẽ có nhiều sự truyền tương tác. Độ ok ha. Và lúc này mọi người nghe rồi thì ở đây động lượng B rồi, động lượng của hệ bằng tổng động lượng các thành phần trong hệ. Ghi vô đi dễ tiếp. Động lượng của hệ ha. Bằng tổng động lượng của các thành phần ở trong hệ. Động lượng của hệ bằng tổng động lượng các thành phần ở trong hệ. Động lượng của hệ bằng tổng động lượng các thành phần ở trong hệ. Rồi, và B hệ, vector B hệ. Nếu như có một vật á, thì nó chỉ là tổng của một vật thôi. Nếu như có từ 2 vật trở lên, thì bằng vector B2 cộng B các bạn. B3 và cộng, vân vân. Nó giống như tổng hợp lực kia mọi người. Đúng không ạ? Tổng năng lượng nó giống như tổng hợp lực kia các bạn. Nghĩa là tổng cái vector rồi ghi mình không thích được luôn bạn. B hệ bằng B1, B2, B3. Được chưa? Trong quá trình di chuyển nha, có rất nhiều di chuyển mọi người. Nếu như nói về tập lượng của hệ thì tổng hết tất cả lại nhau các bạn. Rồi bây giờ mọi người mở mình ví dụ 1 trên 4. Ừ, ví dụ 1 trên 4 này nè. Tìm tổng động lượng hướng vào lớp của các vật M1 bằng 1, M2 bằng 2. Lỡ chơi 68 người thôi đi.
Rồi, tìm tổng lượng bạn ơi, M1 bằng 1 kg. M2 bằng 2 kg. 2 cái V là mấy thôi? Oh, bây giờ mình tính tổng lượng từng vật trước không? Đúng rồi, tính độ lớn từng vật trước ha. Tính cho mình các bạn ơi, phê 1 bằng mấy và phê 2 mấy tính độ lớn. Tính phê 1 mấy, khó tính lắm á. Tính độ lớn trước mày. Tính sao mà? Bây giờ mày nhân vê đúng không? Mày nhân vê thì... Mày phê 1 bằng 1 nhân phê 1 không? 1 x 2 bằng 2 kg trên cộng thầy cũng bấm nữa hả? 1 x 2 không có tính nữa hả? Đúng bạn, tiếp B2 bằng gì mọi người? Động lượng nha. Cái hiệu là B thường. Động lượng cái hiệu là B thường nha, B nhỏ nha. Động lượng cái hiệu là B nhỏ nha bạn. Động lượng cái hiệu là B nhỏ bằng trái. Nào thay gì? Cái hơi dài. B2 bằng 22 là mấy bạn, là 4 kg mét trên gì? Trên dây. Động lượng ký hiệu B nhỏ. Bây giờ câu A ha bạn. Nếu như những thành phần này cùng chiều nhau, nếu các hướng này cùng chiều nhau á, thì đồng nghĩa hướng của động lượng cũng như nào nhau luôn. Vận tốc mà cùng chiều thì dẫn đến động lượng cùng gì bạn? Cùng chiều. Ôi, cái này nó giống như học vectơ gì? Nhớ nó học vectơ. Đúng bạn. Nghĩa là có phải rõ ràng á, B của hệ nè là bằng B1 cộng B mấy? B1 cộng B mấy à? Cùng B2 không? Vì cùng chiều giống gì? Cùng chiều giống như vậy, dấu cộng, đúng không ạ? Cùng chiều nhau mà. Hai vector cùng chiều thì dẫn đến B hệ bằng như vậy. B1 cộng B, B2. Hai vector của B2 này như thế nào nhau? Cô B2 này ngược, ngược chiều. Thì lúc này B hệ bằng dấu gì? Bằng dấu gì bạn? Dấu dấu trừ. Câu C, nếu hai đứa là vuông góc với nhau thì sao? Dùng gì? Dùng bi ra thì ra đúng không? Cộng vector nè, cùng chiều thì cộng, ngược chiều thì dấu, dấu trừ, vuông góc thì bi ta thì ra đo. Trường hợp cuối, cái lén mình nhớ lại. Tiếp nối tiếp nhau. Tại sao thì nó biết xấu. Đây dùng thằng thằng ta rồi đó. Bấm. Dùng góc thì mình dùng Pythagore đúng không này? Rồi thì B tổng hợp ha, bằng căn của B1 bình cộng B2 bình. Ý cuối cùng. Quy tắc gì? Ok, ý cuối cùng nó không có hướng gì cả. Ta chỉ cho rằng là hai cái B này hợp nhau ở biên độ này. Tháo là gì rồi? 60 độ. Công thức dễ mình hành em dễ hơi xấu đó. Hình bình hành. Công thức tổng hợp là gì? Căn của F1. F hẳn là B. Ok, chính xác. Rồi, giờ coi nha. Công thức tổng hợp, đây mọi người nha. B tổng hợp mọi người nó sẽ bằng là căn của gì vậy? B1 bình cộng B2 bình, giấu gì nữa? Rồi, chú ý, đây là cái cạnh tính từ góc tính lên nha, là dấu C.
cộng 2B1B2 nhân cho cos hợp bởi hai thằng đó. Cos bao nhiêu độ? Sorry. Cos bao nhiêu bạn? Cos 6. 60 nhiêu rồi? Rồi, tính cos 6 để tính bình thường. Rồi, tính đáp án. Rồi, không sao tiếp mọi người.